Nút kim cương đỏ quyền lực ra sao mà chỉ 4 kênh YouTube trên thế giới mới nhận được? Cấp độ khó nhất của YouTube dùng để tôn vinh các kênh có lượng người theo dõi lớn chính là nút kim cương đỏ. Tuy nhiên đến nay, thế giới mới chỉ có 4 kênh YouTube đạt được điều này. YouTube ra mắt chính thức từ năm 2005 và đang là nền tảng xem video phổ biến nhất thế giới, là nơi kiếm bộn tiền cho nhiều YouTuber. Theo thống kê mới nhất của Google, Việt Nam có hơn 950 kênh vượt 1 triệu lượt theo dõi. Trong đó, phạm vi tiếp cận người xem của YouTube từ 18 tuổi trở lên đã tăng lên hơn 45 triệu. Các nút của YouTube là giải thưởng dành cho các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng xem video này. Trong đó, nút bạc YouTuber cần ít nhất 100.000 lượt theo dõi. Tương tự, nút vàng là giải thưởng dành cho những kênh YouTube đạt từ 1 triệu người theo dõi trở lên. Trước đây, ở Việt Nam đạt được nút vàng rất khó, nhưng với sự phát triển của nền tảng này thì các kênh trên 1 triệu lượt đăng ký ngày càng nhiều. Hiện tại, Việt Nam đang có 4 kênh YouTube nhận được nút kim cương, bao gồm nhóm Hài Pháp TV, kênh Podkid, NTN của Nguyễn Thành Nam và mới đây nhất là kênh Rich Fan. Theo đó, kênh YouTube đạt nút kim cương tương đương với lượng người theo dõi lên đến 10 triệu người. Nút Ruby là giải thưởng dành cho những kênh đạt trên 50 triệu người theo dõi. Ngày 13 tháng 1 năm 2022 vừa qua, MV Barbisap nhận về hơn 10 tỷ lượt xem. Cùng với đó, kênh YouTube Biên Phong Barbisap Kids Song Story cũng đã vượt mốc 50 triệu lượt đăng ký và chính thức đạt nút Ruby của YouTube. Ngoài ra, giải thưởng danh giá nhất hiện tại của YouTube là nút kim cương đỏ với điều kiện đạt 100 triệu người theo dõi. Nút YouTube cao quý này được đặt theo tên của một trong các mèo kim cương quý hiếm nhất trên trái đất. Nó được chế tác thủ công, đánh bóng từ pha lê màu đỏ nên có sức hút vô cùng hấp dẫn. Hiện nay, trên toàn thế giới chỉ có 4 kênh YouTube đạt được nút kim cương đỏ. Ở vị trí số 1 là kênh T-Series, chuyên xuất bản nội dung về giải trí như phim, âm nhạc tại thị trường Ấn Độ với hơn 181 triệu lượt đăng ký và hơn 152,5 tỷ lượt xem. Đây là kênh đạt nút kim cương đỏ đầu tiên của YouTube vào ngày 29 tháng 5 năm 2019. Theo dự đoán của Socialite, T-Series sẽ đạt 1 tỷ người đăng ký trong vòng 5 năm tới. Vị trí thứ 2 thuộc về PewDiePie, đến từ Mỹ với hơn 110 triệu người đăng ký và hơn 27 tỷ lượt xem video. Đây cũng là cá nhân duy nhất đạt nút kim cương đỏ của YouTube tính đến thời điểm hiện tại. PewDiePie cũng được xem là vua YouTube trong nhiều năm, khi anh giữ vị trí là kênh video được đăng ký nhiều nhất thế giới. Mặc dù vậy, từ năm 2021, thành tích đó bị đe dọa bởi công ty sản xuất đến từ Bollywood là T-Series. Trong một video gần đây, PewDiePie tiết lộ tài sản ròng của anh khoảng hơn 20 triệu USD. Cocomelon Nursery Dreamers là kênh thiếu nhi lớn nhất thế giới tại Mỹ, đứng thứ 3 về lượng người đăng ký nhiều nhất. Hiện tại, kênh YouTube này có hơn 110 triệu lượt người theo dõi và hơn 100 tỷ lượt xem video. Một kênh khác đến từ Ấn Độ là Set India với hơn 103 triệu người đăng ký và hơn 86 tỷ lượt xem video. Kênh này đạt nút kim cương đỏ từ tháng 3 2021.